Lô anh em. Này, tối nay tục vô máy nha. Đi C70. An Nhơn, Bình Định, rút 28 Việt Nam. Nay ra được 2 cái máy gặt với cái máy cài. Con này có bảo dưỡng sơn phết tút tát là nha anh em. Được, còn được 2 cục động cơ với bơm. Số thì kiểm tra cho anh em. Lút 2018 Việt Nam, máy cũng còn liền. Ghép xe về Bình Định cho khách. Lúc 2018 máy cũng còn khoảng 70-75% mà có bảo dưỡng tốt tát rồi lại. Giá thì hơn 200 nha. Giao về tới nhà. An Nhơn, Bình Định. Anh em nào có sắm sửa máy cài máy gặt hoặc là máy cuốn gom gì đó, cứ alo số điện thoại cho em nha. Hai số nha anh em, 0333331689 hoặc là 0365745782. Số nào cũng có Zalo hết nha. Rồi, chào anh em nha.